check the mic and make sure it sound right, boys. Ok, hello, xin chào các anh em đã đến với dụng cụ cơ thể hình trúc qua web đồ nghề sửa chữa .com. Thì hôm nay mình có một số sản phẩm, đó là tay quay Taro của một hãng đến từ Đài Loan, đó là hãng LRT. Thì cái hãng này thì các anh em nhiều người không biết đến, nhưng mà chúng ta có thể dễ dàng tìm mua ở các siêu thị, ở các chợ, những nơi mà bán dụng cụ cơ khí rồi. Thì cái hãng này quá quen thuộc với các anh em, nhiều khi chúng ta không để ý, chúng ta xài cái này rất là phổ thông, rất là nhiều. Thì cái tay quay đầu tiên, tay quay này nó có 3 cỡ, cỡ số 1, cỡ số 2 và cỡ số 3, dùng cho những cái đầu tarot từ M1 cho đến M mười mấy á, tùy vào những cái cây mà anh em muốn sử dụng. Như cây nhỏ này nè, là trên thân nó khắc nè, mình có thể sử dụng cái đầu tarot là M1 cho đến M10. Ở đây mình có một cái đầu tarot M10 nè, cái mũi tarot chứ. Đó, chúng ta có thể sử dụng bằng cách như vậy, mở ra và xiết vào. Thì đây là những cái tay quay tarot thông dụng cũng như là truyền thống, chúng ta ai cũng biết sử dụng những cái này rồi. Thì nó sử dụng cách đơn giản thôi. Và với những cái anh em hỏi tarot để làm gì, thì thật ra tarot á là một cách để chúng ta tạo ren, để tạo lỗ, để chúng ta vặn các bu lông mà có ren vào các lỗ một cách dễ dàng nha. Cũng như là những cái lỗ mà ren nó bị hư á, chúng ta taro lại, chúng ta có thể sử dụng lại và cái lỗ đó bằng cách taro một cái con ren lớn hơn. Đây là ba kích cỡ của ba cái tay quay taro nè. Thì kích cỡ lớn nhất chúng ta có thể sử dụng đến M20 lận của cái đầu taro, của cái mũi taro M20. Đây là ba cái kích cỡ 1, 2, 3. Thì nếu anh em cần những cái bu lông, những con ren nhỏ thì chúng ta sử dụng cây nhỏ, còn cây trung này sử dụng từ M4 tới M12, còn cái lớn chúng ta sẽ dùng cho M5 cho đến M20 để tạo những cái ren, những cái taro, những cái lỗ lớn hơn nha. Thì kích thước như vậy để anh em dễ sử dụng, cũng như là chúng ta tạo lực lớn hơn để cầm, cũng như trong cái lúc mà vặn á, chúng ta dễ có lực để chúng ta vặn một cách dễ dàng, cũng như là vặn được nhiều thao tác, cũng như được nhiều tư thế. Thì ở những cái chất liệu thép không thường như là CRV như này nè, thì chúng ta có thể dễ dàng mà sử dụng, cũng như là thao tác cái những con ốc, những con ren bình thường. Nếu mình có nhu cầu đặc biệt ở những cái mũi tarot này, chúng ta có thể kiếm những cái mũi tarot tốt để xài cho những vật liệu khác nhau. Còn cái tay quay tarot thì chỉ có một chức năng này, để chúng ta sử dụng để chúng ta quay tarot tạo lỗ ren thôi. Còn đây là một cái sản phẩm khác, đó là tay quay, cũng là tay quay tarot, nhưng mà nó có nút để chúng ta tự động để chúng ta đảo chiều nè. Rồi, cây này dùng để gắn vào cái lỗ ở đây để chúng ta tạo thành một cái cây chữ T để tựa lực khi chúng ta tarot tạo ren. Chúng ta mà mở ra gắn cái mũi tarot vào bằng cách như thế này, xoay. Rồi mình sẽ tháo cái mũi tarot của cái cây này và gắn vào cho các bạn hình dung xem thử nha. Thì cái này cũng bằng chất liệu CRV nha, mà được xi bóng nha. Nhìn ở ngoài nhìn nó đẹp lắm. Rồi, chúng ta nhớ chiều để chúng ta có thể bỏ dễ dàng cái mũi tarot này vào nha. Sau khi bỏ vào chúng ta vặn chặt lại. Rồi, mình tarot ren bằng cách này. Rồi, nhớ chú ý là cái nút ở giữa mình đẩy xuống là mình có thể xoay phải được nè, đảo chiều phải nè, gạt lên mình có thể đảo chiều bên trái được. Khi
khi gạt vào giữa thì nó sẽ không có tự động đảo chiều, cho nên là chúng ta có thể sử dụng một cách truyền thống được. Cái mục đích của đảo chiều này để chúng ta có thể mà dễ dàng, không cần mà lúc mà chúng ta vặn vô á, cũng như là lúc chúng ta lấy ra, cái rang nó sẽ nhanh hơn. Thì tùy vào anh em, nếu mà mình thích sử dụng cây này hay những cây truyền thống cán cam ở dưới á, thì chúng ta sử dụng thôi. Còn về mặt thẩm mỹ cũng như là chất lượng thì nó cũng ngang nhau hết. Đặc biệt là với cái giá thành của những cái cây tarot của hãng LRT này rất là dễ chịu, thì đâu đó vào tầm khoảng là cây nhỏ là khoảng 90 mấy ngàn, còn cây lớn vào khoảng 200 ngàn, còn cái cây mình đang cầm trên tay nè thì giá vào khoảng là 130 ngàn á, thì chúng ta có thể dễ dàng sử dụng được. Nếu mà các bạn có nhu cầu á, mà muốn mua hoặc là muốn tư vấn, hoặc là chúng ta không mua hàng cũng được, chúng ta có thể kết bạn số Zalo nè, hoặc là liên hệ trực tiếp bên mình sẽ tư vấn cũng như là báo giá chính xác sản phẩm bên mình. Còn chúng ta ngại qua điện thoại, chúng ta có thể mua trực tiếp bên những cái link mà mình để bên dưới á. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi.